rồi, tôi nói năm ngoái quá trời xô mệt gì đâu á. Nhưng mà nói gì nói nghe cũng phải nhín chút xì giờ thì ghé quán ăn vui vẻ đó. Quá vui rồi sao chị? Chị hả? Cũng là ra. Còn em sao? Tết này đi chúc Tết chưa chưa? Em hả? Sao ơi, em là năm tới sao? Có lịch Tết. Thôi năm mới thì thôi cái lịch cũng cũng hết. Dạ. Trời ơi, chúc mừng em nha. Xin chào quý vị. Dạ, nhân dịp đầu năm thì quán ăn vui vẻ xin kính chúc quý vị là lúc nào cũng vui vẻ và mạnh khỏe. Và rất vui là lúc nào quán ăn vui vẻ cũng được tiếp đón những nghệ sĩ thân thương. Và một món quà đầu năm mà quán ăn vui vẻ muốn gửi đến quý thực khách hôm nay, đó là món quà đầu xuân, khai vị đầu xuân. Và đặc biệt là còn tặng kèm thêm một chai rượu vang nữa. Dạ chưa hết đâu, niềm vui lại nối tiếp niềm vui. Chúng tôi xin nhường niềm vui đó lại xin được giới thiệu anh quản lý Thi. Chào mọi người. Rồi đi qua mấy cái khu vực kia kìa, mà thấy người ta cứ quay đầu dòm qua khu vực này không, thì ra nghệ sĩ đây quá trời đông luôn. Xí. Cho anh hỏi cái, hồi nãy em nói là anh Thi vô sẽ có niềm vui bất ngờ, anh có thấy vui gì đâu? Niềm vui. Cái này nó vui nè. Bé lớn rồi, bé không thích lì xì. Mày chỉ thích cái bao đỏ thôi. Bây giờ ai cũng có phần anh sẽ được lì xì ha. Cái này là món quà của quán ăn vui vẻ đến tất cả mọi người, nhưng mà của ít lòng nhiều nghe. Lấy lọc đầu năm thôi. Chứ coi chổng hiểu. Nói không mất cỡ quá. Nè. Dạ, nhưng mà cái thông lệ là vậy nè. Khi mà quán ăn vui vẻ lì xì á, thì coi như là thực khách cũng phải là chúc quán ăn vui vẻ một cái gì đó. Chúc cho mọi người luôn. Dạ, chúc cho mọi người luôn. Hỏi tôi Xuân Phong. Thôi chị bé không trước đi, bé khoái màu đỏ. Bé không thích lì xì mà bé Xuân Phong trước tiên. Tôi Xuân Phong nghe. Dạ. Bữa nay biết Tết nè cho nên mặc áo đỏ nè. Biết sao áo đỏ tượng trưng cho sự may mắn. Ai mà mặc áo đỏ sẽ nhiều số đỏ, nhiều bao lì xì đó đó. Tưởng tượng lớn gặp nhau. Anh Khoa Nam cái này là chưa có phải là câu đúng rồi, chưa. Mới vừa khoe sắc với mình thôi. Bây giờ chốt phải không? Rồi hôm nay nhân dịp đầu năm mới, Phi Phụng xin kính chúc cho quý vị khán giả và những thực khách đang có mặt ở quán ăn vui vẻ một năm mới tràn đầy sức khỏe, lúc nào cũng tươi trẻ, vui vẻ, mạnh khỏe. Không nên sống chia rẽ, không nên sống riêng lẻ, dễ bị sức mẻ, mà hãy kết tình chặt chẽ, rồi thường xuyên tới quán ăn vui vẻ để nghe các bạn trẻ kể những câu chuyện mà mình không thể nào cười khe khẽ mà phải cười nắc nẻ. Em ngưỡng mộ chị Phi Phụng quá, công nhận ha. Dạ. Nghệ sĩ chút có khác ha, cũng có văn có vẻ. Cái câu chúc này sắp nay nửa năm rồi. Giờ tới ai nè, tới ai. Tôi. Thanh Cường. Giờ chị Phụng ơi, tính em nha. Trước khi chúc cho em hỏi mọi người câu này. Dạ. Năm nay là năm Canh Dần. Vậy chứ em đố tất cả mọi người là Dần còn có tên gọi khác là gì? Trời ơi dễ quá. Dễ, anh nói đi coi. Trời, có gì nói đây, nói đi không? Dần là cọp. Không, nó còn cái tên gọi nữa, tên gọi khác. Ông 30. Đúng rồi. Còn nữa, còn một cái tên nữa, tên gì nè? Tên gì? Hâm. Đúng rồi, Hâm. Ông Hâm, đúng rồi. Gần giống Hâm, gần. Em biết nè. Hổ. Đúng rồi, hổ. Bởi vậy em nói mà chỉ có cô phục vụ đây là có hiểu được cái ý của em thôi. Trời ơi, để ý không? Ghẻo quay à. Tại vì như chị nói á thì dần canh dần có nghĩa là cọp, nhưng mà cọp làm sao mà làm thơ chúc được. Hổ mới dễ chúc. Vậy là sao chị, em nói chị không hiểu gì, cọp không có. Có nghĩa là nói cái gì bằng ọp á, cái bằng ọp. Trời ơi, ọp dễ em chết. Dễ, chị nói dễ, chị chúc thử coi. Chị chúc này thí dụ là bà con đi chợ đừng mua cá ngộp. Rồi bây giờ tính em chúc nè. Bây giờ bước sang năm hổ. Chúc mọi người không còn cực khổ, đi buôn đi bán lời chứ không lỗ. Trai gái lớn lên sẽ có bầu, nghệ sĩ đi hát sẽ được nhiều show. Tới đi. Tao lãng hả? Bí rồi. Vậy là vui rồi, vậy là vui rồi. Đây quán ăn vui vẻ rồi. Dạ, cảm ơn anh Thi. Em lì xì cho em. Khoan, chưa chúc mà. Chúc em. Chúc mới được bao thơ hả? Đúng rồi.
Giờ chúc gì nè? Chúc gì nghe được mới có tiền nghe. Năm nay là năm năm Canh Dần. Thôi, ta làm rồi ông. Ờ, làm rồi nha. Làm rồi, mới được tôi nha. Em biết rồi, em đâu có chúc giống ảnh đâu. Sao? Ất sửa qua năm dần tới, chúc quý bà con năm mới làm ăn luôn tấn tới, ai nấy đều phơi phới, hạnh phúc khắp muôn nơi. Trời ơi, đúng rồi, anh Lê Khâm dân chưa dễ sợ luôn. Rồi, thấy ai? Hồi nãy giờ em thấy là ai cũng có không khí đồ sôi nổi quá. Mà hình như em thấy chị Diệt Hà chỉ ngồi chị trầm tư lắm, chị suy nghĩ lắm. Chắc là chị đang nghiền ngẫm để mà bung ra một cái ý thơ ý văn gì dễ sợ lắm. Ý em nói là nãy giờ chị Diệt Hà suy nghĩ mà bây giờ văn phải dài và phải hay lắm. Dạ, luôn. Đúng rồi chị. Em nói như vậy làm chị khớp thêm á. Nãy giờ các anh chị ở đây ai cũng chúc hay hết á. Chị rung mà. Cố lên chị, cố lên. Thôi được rồi, năm mới chị cũng xin chúc tất cả mọi người an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc, cung hỷ cung hỷ. Được không anh? Ngon quá à. Trời ơi, mấy cái lời chúc này nó dễ quá chứ, nó có gì mới đâu. Chị mẫu là con chúc. Ở trong bao lì xì ghi đủ cái câu Việt Hà chúc luôn. Nãy giờ giỡn cái bóng ngơ nè. Nói vậy thôi, cái này cũng ăn vui vẻ. Cảm ơn lì xì. Thấy mọi người ăn vui nha. Riêng anh Khoa Nam nãy giờ không nghe nói gì hết nha. Đúng rồi. phải chúc thôi, nhưng mà tại giờ nãy thấy mọi người xôm tụ quá thôi mình ở lại phía sau. Nhưng mà trước sau gì đến đây rồi cũng chúc phải không? Với giờ lại cũng thích này lắm ạ. Thôi anh Thi nè, hôm nay là năm cũ bước qua năm mới, tế quan vui vẻ rất là vui. Năm nay là năm Canh Dần thì xin chúc quý khán giả là tài lộc phát rần rần, ai cũng có việc mừng, đừng bao giờ mắc nợ nần, gia đình đừng nên lấn cấn, tinh thần luôn phấn chấn, nếu lúc nào không vui hãy tìm tới Khoa Nam để tư vấn. Kỳ này anh Khoa Nam thêm nghề mới luôn ha, làm tư vấn luôn. Thôi quán ăn vui vẻ rồi anh. Cảm ơn. Anh có bằng rồi. Quán bây giờ tôi ý kiến. Sao chị? Nãy giờ toàn là thực khách mình nó nói không, còn sao cái người cứ mang niềm vui tới tôi không thấy đúng gì hết. Chưa thấy gì nha. Nó cũng như thông lệ coi như mọi năm thôi. Thì khách đến là phải kể cho khách nghe một câu chuyện vui. Đúng. Mà đây là đầu năm nên vậy. Lấy hên, phải nhường cái hên nó lại cho đó cô phục vụ. Nếu như mà anh Thi nhường thì em cũng lấy thôi. Nhưng mà tại vì trước khi kể thì em cái câu chuyện này nha, nó có liên quan tới một người sếp mà cũng gần như là nghề quản lý của anh Thi vậy đó. Thế vậy vậy hay quá. Tại chuyện là chuyện vui mà dính tới quản lý là vui nữa. Nói chung là câu chuyện này thì vui đó, em thì em thấy vui đó. Nhưng mà khi cái tánh của cái anh quản lý thì hơi kỳ kỳ á. Nên em sợ kể ra đầu năm mới công đụng chạm mà anh Thi giận. Sao mà giận? Càng kỳ mới càng vui. Vậy không? Tụi chị làm chứng không được giận nha. Đúng rồi. Rồi. Bây giờ có chị Phi Phụng với mấy anh chị đây làm chứng nha. Vậy thì bây giờ em xin kể câu chuyện vui đầu năm của em là như vậy. Dạ, chào anh. Chào. Dạ, anh đang làm việc. Đang làm việc. Tổng kết cuối năm. Cuối năm. Em có làm phiền gì anh không? Không phiền, nói đi. Dạ, anh ơi, năm hết, Tết đến rồi. Đúng rồi. Em xin phép anh cho em nghỉ Tết. Cậu định nghỉ ngày mấy tới ngày mấy? Dạ, em định nghỉ từ mùng 1 đến mùng 12. Vậy chi là 12 ngày? Dạ. Nghỉ đi. Dạ. Dạ anh tốt quá, em cảm ơn anh. Vậy anh cho em xin lãnh lương năm nay. Lương hả? Dạ. Để tôi tính coi. Dạ. Cậu làm nhiều tôi tính cho nó rõ ràng đúng không? Dạ. Một năm có 365 ngày. Dạ đúng. Ủa mỗi ngày cậu ngủ bao nhiêu tiếng? Dạ 8 tiếng. Một ngày 8 tiếng. Vậy chi một năm là cậu ngủ hết 122 ngày. Dạ. Tôi trừ 122 ngày đó ra đúng không? Trừ 122 ngày thì còn lại là 243 ngày. Dạ, đúng rồi, còn 243. Vậy cho em xin lãnh 243 ngày lương. Ủa cậu làm cho tôi là một ngày cậu làm mấy tiếng? Dạ
8 tiếng. 8 tiếng. Một ngày 24 tiếng là cậu ngủ 8 tiếng nè. Rồi cậu làm 8 tiếng vậy là nghỉ hết 8 tiếng đúng không? Để tôi trừ cái 8 tiếng cậu nghỉ ra. 8 tiếng đó mà một năm á là 122 ngày luôn. À, 243 ngày tôi trừ cho 122 ngày. Cậu nghỉ 8 tiếng đó ra là còn lại 121 ngày. À. Dạ, cho em xin lãnh 121 ngày. Ồ, mỗi tuần mình có ngày Chủ nhật đúng không? Dạ có, đúng. Chủ nhật cậu đâu có làm. Đúng. Ờ, mà một năm nó có tới 52 ngày Chủ nhật. Tôi trừ 52 ngày ra đó. À, 121 ngày trừ cho 52 ngày Chủ nhật thì còn lại 69 ngày. Ừ. Đúng rồi. Dạ. Vậy cho em xin lãnh 69 ngày. À, hình như thứ bảy mình làm có nửa ngày đúng không? Chiều mình nghỉ. Vậy là nửa ngày đó tôi trừ nửa ngày ra. Năm là có 52 ngày thứ bảy. Mà nửa ngày thôi, vậy chi là 26 ngày. Tôi trừ 26 ngày ra đã. 69 ngày còn lại trừ cho 26 ngày. Thì mình còn lại là 43 ngày. Cho em xin lãnh 43 ngày. À, cái công việc ở đây cậu làm một ngày 8 tiếng nhưng có giải lao nữa. Một ngày tôi cho giải lao bao nhiêu tôi quên rồi ta? Bao nhiêu tiếng? 2 tiếng đúng không? Trời ơi, đâu đó rõ ràng 2 tiếng mà 1 năm vậy á là tổng cộng là 30 ngày. À, 43 ngày tôi trừ ra 30 ngày nghỉ giải lao 2 tiếng mỗi ngày đó, còn lại 13 ngày. À, đúng rồi, đúng rồi. Vậy cho em lãnh 13 ngày luôn. À, hồi nãy cậu xin nghỉ Tết là từ ngày mấy tới ngày mấy nhỉ? Dạ, từ 1 đến 12. Vậy là 12 ngày. À, tôi trừ 12 ngày cậu nghỉ đó ra. 13 ngày trừ 12 ngày cậu nghỉ đó. À, còn lại 1 ngày. Đúng rồi. Dạ, năm nay vậy cho em xin 1 ngày vinh dự còn lại. Ngày 1 tháng 5 á, quốc tế lao động á, có đi làm không? Không. Tính lương xong rồi đó. Ủa? Mình lên đó rồi, thấy chưa? Thấy chưa? Em nói rồi. Kể ra thế nào anh cũng giận hết trơn á. Đầu năm là giận. Không được giận nè. Ờ, chỉ nói chưa rồi. Anh thấy kỳ quá. Ai nói giận? Hồi nãy quay mặt rồi đó, cười lén. Làm hết hồn. Đó, em dù nhân viên của quán nhưng vẫn được ly xì. Mọi người ai cũng có phần. Đây. À, năm mới đó, lì xì này là của ít lòng nhiều của quán nha, lấy hên đó nghe. Ý trời ơi, hồi nãy giờ em lo vui quá mà em quên cái nhiệm vụ của mình. Thôi để em xin phép vào trong, em chuẩn bị món khai vị đầu xuân và chai rượu vang ra đây tiếp đãi với anh chị. Dạ em xin phép. Trong khi mình chờ đợi món ăn là lên á thì em cũng xin kể một câu chuyện. Kể câu chuyện lấy hình đầu năm. Đúng rồi. Nhưng mà chuyện này nó xảy ra trong quán luôn mới ghê. Cái chuyện xảy ra trong quán luôn. Khách tới đây ăn mà mình thấy nó lạ lạ, xong rồi từ cái đó thấy nó cũng vui vui. Xong rồi lấy làm câu chuyện luôn. Mà cái câu chuyện đó thì kể ra để mọi người coi thấy làm sao nghe. Câu chuyện là vậy. Chào mừng quý khách đến với nhà hàng của chúng tôi. Dạ. Dạ, rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Dạ. Dạ, thưa quý khách, nhà hàng chúng tôi có những món. Đây là món rừng, đặc sản rừng, tất cả các loại. Đó. Rừng thì đây, bên đây là hải sản, tôm, cua, ghẹ, cá, các loại. Dạ, đây là những món ăn thuần túy. Dạ. Dạ, hình như những món ăn này không vừa ý quý khách. Dạ, xin hỏi quý khách dùng gì ạ? Dạ. Ở đây có bắp nướng không? Dạ, đây nhà hàng sang trọng. Dạ, nên không có bắp nướng. Dạ. Không có bắp nướng hả? Dạ. Có thôi.
dày mới thở được, chứ hôm qua nghẹt thở muốn chết luôn. Dạ, chào mừng quý khách đến với nhà hàng của chúng tôi. Dạ, rất hân hạnh được phục vụ. Dạ, quý khách dùng gì ạ? Đây là những món rừng, đặc sản rừng. Dạ. À, dạ, đây là những hải sản. Dạ. Dạ, đây là cơm thuần túy. Dạ. Dạ, dạ, đây có món Trung Hoa. Dạ. Món Hàn Quốc. Dạ. Dạ, dạ. À, xin hỏi quý khách, quý khách dùng món gì ạ? Dạ. Ở đây có bắp nướng không? Nhà hàng đâu có bắp nướng không? Dạ đúng không? Có thôi. Bóp cổ được, tao bóp cổ nó rồi á. Khoan, khoan thắt cổ nó đã. Khách dùng gì? À, ở đây có bắp nướng không? Mày có tin là lần sau mày tới trước cửa quán thôi, tao cầm sẵn cái búa nè. Nha. Mày bước vô tao búa một cái mày lùng hơn bây giờ không? Mày tin quán tao có cái búa không? Chạy vô lấy cái búa. Nhà hàng người ta mà vô đây giỡn hoài hả? Dùng gì? Ừ. Ờ, mình có cái búa không? Nhà hàng bán thức ăn làm gì có búa? Vậy cho trái bắp nướng. Trời ơi! Muốn vô nhà hàng ăn bắp nướng à. Mà đã không có bắp nướng thì vô hỏi có búa không? Không có búa ăn nấu vậy đó nghe. Cái nãy giờ anh kể câu chuyện đó, qua cái lời anh tả, sao thấy cái cha thực khách đó sao hình dáng giống Lê Khâm quá vậy ta? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Ổng tả mà ai mà biết được. À, à, thấy giống thiệt bộ. Nhiều khi vô quậy quán chơi cho vui. Kiểu ta nói biết không sợ súng tới luôn hoài. À dạ mấy anh chị ơi, à, món khai vị đầu xuân và rượu vang đã chuẩn bị sẵn sàng. Xin mời.